Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu, rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 753, kinh Thập Nhị Phẩm Sinh Tử, Hán Dịch Đời Tống, Tam Tạng Cầu Na Bạc Đà La, người nước Vô Điền. Nghe như vậy, một thời Đức Phật đang trú tại tỉnh xá Kỳ Thọ, cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ, đã về Phật bảo với các tỳ kheo: Vì các ông mà ta giảng thuyết kinh này, các ông nên lắng nghe. Dạ vâng, kính bạch Thế Tôn, chúng con xin nguyện lãnh hội lời giáo huấn. Phật bảo: Cái chết của con người có 12 trường hợp. Những gì là 12? 1. Vô dư tử, chết không còn gì, nghĩa là bậc A-la-hán không còn chấp trước. 2. Độ ư tử, tức là vượt qua sự chết, nghĩa là chứng A-na-hàm, không còn trở lại cõi dục. 3. Là hữu dư tử, tức là chết nó mà còn, nghĩa là bậc Tư-đà-hàm, có phải sinh trở lại cõi dục. 4. Là học độ tử, tức là cái chết của người học đạo giải thoát, nghĩa là bậc Tư-đà-hoàn, chứng dự lưu. 5. Là vô khi tử, chết không dối trá, nghĩa là bậc chứng bát đẳng. 6. Là hoan hỷ tử, chết hoan hỷ, nghĩa là người thực hành thiền định. 7. Là sát sát tử, tức là chết nhiều lần, nghĩa là người trì giới sâu ác. 8. Là hối tử, tức là chết hối tiếc, tức là kẻ phạm phu. 9. Là hoạnh tử, tức là chết bất đắc kỳ tử, tức là những kẻ khổ cô độc. 10. Là phược trước tử, tức là chết bị trói buộc, tức là hạng súc sinh. 11. Là thiêu trước tử, tức là chết thiêu đốt, tức là kẻ địa ngục. Và 12. Là cơ khát tử, tức là chết đói khát, tức là loài ngạ quỷ. Các tỳ kheo nên biết rõ như vậy, nên phải học, đừng để buông lung, đừng tham đắm dục, xa lìa các việc không giữ, để tâm thanh tịnh. Những người chưa chứng được phải khiến cho họ thành tựu. Vì sao? Vì hạng người bị chết nhiều lần rất khổ, chết hối tiếc. Bị chết hối tiếc cũng rất khổ, bị chết bất đắc càng đau khổ kịch liệt, chết trói buộc cũng đau khổ kịch liệt, chết thiêu đốt rất đau khổ, chết đói khát càng đau khổ hơn. Như vậy, các tỳ kheo phải nên học tập tu hành ở chốn thanh nhàn hoặc dưới gốc cây, thực hành thiền định, không được khinh lờn, sẽ không còn hối hận về sau. Đó là lời dạy của Phật, là pháp của Phật. Khi Đức Phật thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ cúi đầu đảnh lễ mà lui ra.